Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam và đây là Linh. Mình đến từ trung tâm AMI và hôm nay mình và Linh sẽ cùng nhau thể hiện ca khúc vô cùng quen thuộc của chúng ta. Đó chính là Twinkle Twinkle Little Star với phiên bản Halloween vô cùng ma mị và rùng rợn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe.